Nếu như Windows 10 Mobile đang là tâm điểm của mọi sự chú ý trong làng di động, thì bốn chiếc Lumia rò rỉ mới đây sẽ là bệ phóng cho sự thành công của nền tảng này trong tương lai. Được biết, nguồn tin từ EVLeaks đã tiết lộ tên mã của bốn thiết bị mới, lần lượt là Gulin, Honjo, Saana và Saimaa. Đáng tiếc là hiện tại chúng ta vẫn chưa rõ cấu hình cũng như thiết kế của từng sản phẩm này. Trong khi đó, chủ nhân của trang EVLeaks cũng khẳng định những mẫu Lumia Cityman và Topman vẫn đang được hoàn thiện và sẽ sớm công bố vào mùa thu. Tất nhiên, cả bốn mã tên trên sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực, bởi tiền lệ trước đó, chiếc tablet Lumia 2520 tên mã Sirius từng được ra đời khiến Nokia phải loại bỏ bốn mã tên là Illusionix, Mercury, High và Vega Atlas.